Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog. Và chiếc xe này mình sẽ đang bán với giá 58 triệu Yamaha TFX 150. Nhưng nó khác với bản 58 triệu cũ là gì? Đã lên bộ Yoshima R17. Âm thanh rất là trầm và lực nha anh em nhé. Tổng thể xe các bạn hãy phát hiện ra có thêm một cái gì lạ nữa. Quay ra đầu. Đấy. Đầu xe là một cái bản độ mà bằng nhựa ABS của Thái Lan. Bản độ dành cho đầu của con MT TFX 150. Rất đẹp luôn đúng không anh em? Rất là lạ, nó gọn, nó nhỏ. Trông kiểu độ kiểu giống kiểu dáng độ đầu của con bên kinh. Và anh em thấy cái cánh lườn kiểu là nó to ra không ạ? Mình đã lắp thêm một cái ốp của kiểu MT 15 lắp vào cho Yamaha TFX 150 thì cái này là bằng nhựa ABS và mình đã dán lại. Xin lỗi các bạn. Miếng ốp này có giá là 850.000 một đôi ốp này bằng nhựa ABS. Đấy, lắp rất là chắc chắn nhưng mà nếu mà anh em xác định độ rồi thì phải cho phép mình bắn vào nhựa. Đấy, chấp nhận là bắn vào nhựa zin của nó. Cực kỳ chắc chắn, bắn 3 con này, 1 2 3 con. Đấy, 3 con ốc nhựa này thì nên nhìn cái body nó rất là to đúng không các bạn? Trông nó gân guốc hơn, trông nó khủng khiếp hơn. Đây là cái sản phẩm mà nhựa ABS độ mới nhất của Con Béo Mô Tô. Thì đây là cái ốp MT15. Đấy, và tiếp theo là mình đã lắp thêm một cánh mang cá vào cho con Yamaha TFX 150 này. Đấy. Về dàn đầu xe thì mình đã review con này rất là nhiều lần rồi. thì hôm nay mình sẽ review tổng thể lại một lần nữa cho các bạn chủ điện theo dõi. Thì ngoài cái đầu xe là cái đầu mặt kiểu cào cào khủng khiếp này, đấy, mặt cào cào khủng khiếp này, thì mình đã lắp thêm là cái ốp màu CNC 380.000, ốp màu CNC. Đấy, xi nhan thì mình sử dụng là xi nhan Spiritbit L14 và L17. Đấy, L14. À sorry anh em, chỉ là con L14 thôi. Đằng sau đèn hậu của mình là chơi tích hợp xi nhan này các bạn ạ. Đằng sau của mình là mình chơi đèn hậu tích hợp xi nhan, không phải là đèn hậu zin nữa. Và đây, ngay từ đằng sau là mình lắp thêm cái đôi tay sách. Đấy. Và phát biển số. Biển số là biển 36 nhé bạn nhé, 36B5 63678, biển rất đẹp luôn. Và đây là pass chuẩn cho em slash luôn. Pass biển chuẩn làm đưa gọn vào trong luôn, rất là đẹp luôn đúng không các bạn? Đấy. Và ngoài dàn đuôi này thì là mình đã kéo dài gấp ra. Thì như các bạn biết rồi đấy, nhưng rất nhiều anh em chưa trải nghiệm dịch vụ, anh em nói là cái này đi cà phê ok, cái này thì ok, nhưng mà nếu mà đi tour xa tour xiếc thì nó bị văng rồi gãy răng vỡ mồm. Thì mình nói luôn với các bạn, các bạn có thể xem cái clip mình quay với Phương Dưỡng. Thì mình đã đi con này xuống nhà Phương Hữu Dưỡng, cách nhà mình khoảng tầm 80 cây, 90 cây, cả đi cả về 180 cây. Và con này mình đã chở thêm ai? Trung Venom, hai anh em chạy tốc 90, chở đôi, đóng 90, đóng chạy tít mù từ nhà Phương Hữu Dưỡng chạy về. Và vẫn ngon lành, ok, không cần phải canh chỉnh cái gì cả. Đấy, thì cái bộ kéo gấp này thì hoàn toàn rất là ok vì Thái Lan nó đã sản xuất ra rồi. Cái này là sản phẩm của Thái Lan, nó sản xuất ra để phục vụ cho MT15 và R15 V3. Để làm gì? Để các bạn sẽ thấy là một cái bản độ mà con càng zin này của con R15 đến lẫn cả TFX đều rất hẹp, nên là không có đường để đi đường ống lên để bắt đuôi. Thì đây là cái sản phẩm mà nếu mà anh em độ lớn muốn là lên là gì, lên hai bô đút đít mà cổ không phải lộ ra ngoài cho nó xấu, cổ lộ ở trong, thì đây là sản phẩm mà cực kỳ là hợp lý cho anh em lên để làm gì, đi hai bô đút đít. Đấy. Và tiếp theo mình sử dụng heo con này là phát phanh của con bát phanh của con Brembo Nissin. Đây, bát CNC của Thái Lan lắp cho heo Nissin. Đấy. Và đằng sau là mình sử dụng đĩa buji. Đấy, đĩa buji chuẩn size zin của Yamaha TFX 150. Nhưng đĩa trước thì mình đã sử dụng cái đĩa khác. Đĩa trước mình đã sử dụng cái đĩa của buji, nhưng mà size lại là size bản lớn. Đấy, size bản 300mm. Đấy, và đây là cái chống đổ mình mới lắp thêm này, trông cho nó to khum khoằm. Đấy. Biker Boy đừng hỏi nhá, vì là con này mình không có đâu. Con này khách người ta vứt lại. Đừng nói con này phản quang nhá. Phản quang. Đúng rồi. Phản quang. Thì cái này khách anh Winner X, anh độ ngày xưa ấy, anh vứt lại thì là thôi lắp mẹ vào cho nó đẹp, lắp vào cho đẹp. À sorry anh em, mình sẽ không nói bệnh nữa. Và tiếp theo nữa dàn đầu xe thì đây các bạn hãy trở về dàn đầu ghi đông. Đấy. Đầu ghi đông đây các bạn này. Đấy. Đầu ghi đông thì là bộ kéo gấp của bộ này là bộ gù ghi đông của Gema Thái Lan. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, và bây giờ cũng rất ít trên thị trường nữa. Vì cái gù này thì bây giờ chỉ lắp được TFX và MT15 thôi, chứ còn không lắp được cho xe nào khác. Đấy, rồi nó sai cái hành trình lỗ. Con này lắp lên rất là đẹp nhá. Đấy, gù nâng Gema. Và tay phanh thì mình sử dụng là tay phanh Adeline 16-18. Bóp rất là mượt mà. Con này kết hợp với con đĩa to bản lớn kia, bóp rất là mượt mà và nhẹ nhàng. Đây thì cốc dầu là X1R cộng với thêm là tai Titan. Bên này thì mình chơi tổng CRG CNC. Đấy, con này thì anh em thấy rất là nhiều rồi. Mình lắp cho Exciter 62 này, Exciter vô xăng lửa này, Z1000 này, Z1000 này, và cả con TFX này nữa. Đấy. Và tiếp theo nữa là ngoài ra mình còn lắp thêm đây bộ số 7. Camera có thể focus cho anh tổng thể từ đuôi ở bên này được không? Đấy. Này, từ hành trình đuôi trở lên, màu đôi vành sơn màu đỏ nhá. Nhông 49 CNC nhá. Và đây, lên đây là số gẩy buji này các bạn này. Đấy, bộ số gẩy buji. Đấy, bộ số gẩy buji. Và che mang cá của Moritech. Đấy, con này carbon đẹp lắm nhá. Rất xịn ở cái carbon này. Thì bộ buji này chỉnh được độ là dài cao, dài thấp của cái hành trình chân, cao thấp của hành trình chân, lên rất là đẹp luôn. Ốc thì mình đã thay hết tất cả ốc inox rồi. Con này là ốc inox nhá các bạn nhá. Đấy. Bằng dính quấn. Con này là ốc inox nhá. Đấy, tất cả những cái này mình đã thay một ốc inox. Đấy, đủ hai tông màu xanh vàng. Đấy. Và anh em nhìn thấy tổng thể con này, xe này lên khủng khoằm không? Đấy là lý do tại sao mà kèo rất là thơm khi anh em mua xe chậm một tí, nhưng mà đồ chơi là lên full hết rồi, không có gì để độ nữa rồi. Nếu mà các bạn thích cái dáng body đẹp này thì có thể lựa chọn, đây là một lựa chọn không thể bỏ qua được. trong phân khúc 58 triệu. Và chiếc xe này vẫn có giá 58 triệu và tiếp theo nữa là gì? Là 58 triệu và tặng hết đồ thường chơi đồ độ. Nếu anh em về muốn về zin thì mình có đủ đồ zin để về cho các bạn. Rất đơn giản, tháo anh kéo gắp này ra, đưa cái bát về vị trí cũ, xong bắt đầu là lắp cái dè tay sách vào. Và tiếp theo nữa anh em mất tiền gì? Mất tiền đầu tư cho mình một đề can nữa là đẹp long lanh luôn. Chỉ việc chốt tiền và mình sẽ lên một đề can mới cho các bạn. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhé. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi một vlog của Con Mèo Mô Tô. Đừng quên là theo dõi, like, subscribe mình, ủng hộ kênh cho mình. Vì tại sao? Ngay sau video này mình sẽ đăng một con X-Center độ rất là nhẹ nhàng và liền lạc. Ok anh em.